Rạng sáng nay 24 tháng 1, gần 200 xe máy tụ tập trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Các quái xế la hét, dàn ngang đường, không cho ô tô qua lại để nhóm xe đội chuẩn bị đua. Bất ngờ hàng chục cảnh sát trên những chiếc xe đặc chủng đi hướng ngược lại, hú còi, dòng xe đua chạy tán loạn. Nhiều người phóng vào các con hẻm, hơn chục quái xế va vào nhau, ngã nhào. Nhiều người bị thương được lực lượng chức năng và người dân đưa đi cấp cứu, xe máy nằm la liệt, mảnh vỡ tung tóe khắp mặt đường, dầu nhớt chảy lênh láng. Từ ngày 1 tháng 2, hãng hàng không Vietjet mở đường bay Hà Nội Đài Bắc Đài Loan, Trung Quốc. Đường bay Hà Nội Đài Bắc có thời gian bay là 2 giờ 40 phút vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 5. Chuyến bay khởi hành từ Hà Nội vào lúc 15 giờ 10 phút và đến Đài Bắc lúc 18 giờ 50 giờ địa phương. Chuyến bay ngược lại cất cánh vào lúc 19 giờ 50 và đến Hà Nội vào lúc 21 giờ 30. Trước đó, Vietjet đã khai thác đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Đài Bắc với tần suất 7 chuyến một tuần. Hiện Vietjet đang khai thác 32 máy bay A320 và A321, thực hiện gần 200 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển trên 20 triệu lượt hành khách.